cho con hỏi trong Phật giáo nguyên thủy có tổng cộng bao nhiêu vị Phật toàn giác? Thì ở trong chú giải đó có đề cập đến 24 vị Phật quá khứ. Nếu mà nói để đề cập tên ấy, nếu như mà quý vị muốn đề cập tên ấy, thì chúng ta có 24 vị. bốn hmm. vị này là theo thứ tự ha theo thứ tự cái này là sẽ lấy trong chú giải uh, chú uh, chú giải uh, pháp cú chú giải pháp cú Đấy, đây là 24 vị phật quá khứ 24 vị phật quá khứ um, rồi thêm Đức Phật của mình nữa Đức là Đức Phật Gautama, Đức Phật Thích Ca rồi à, tương lai là có nhắc đến một vị nữa là nghề mất giá tức là Phúc Di Lặc ấy. À, thì tổng cộng là hai có 26 tên của vị Chánh Đẳng giác được nhắc đến ở trong à, kinh tạng và chú giải đấy tức là tổng cộng 26 còn à, những vị mà không có nhắc đến còn ở những vị nếu gì nó không nhắc đến thì nó như thế này Đức Thế Tôn không bao giờ nói rằng có từ xưa từ vô thủy cho đến nay có bao nhiêu vị thì ngài không có nói và tương lai có bao sẽ có bao nhiêu vị là hết thì cũng không có nói nha à, cho nên là mình mặc nhiên tức là số lượng chư Phật đã xuất hiện ở thời quá khứ là vô số nhưng mà nếu như muốn mà có cái tên để mà gọi là có cụ thể đó, có có tên có địa chỉ rõ ràng đấy thì ở đây là có 24 vị và sư uh, bằng một cái lòng kính trọng đối với chư Phật quá khứ sư nhắc nhở yeah. Mặc dù đúng là có vô số vị Phật quá khứ Nhưng mà không có nghĩa là mình có thể tùy tiện Biên ra tên của một vị Phật nào đó Và mình cho rằng có một vị Phật tên như vậy Không có nên Bởi vì đó là một cái, một cái tên do mình tưởng tượng ra Không có nên Nha. À, tại sao sự nhắc bởi vì trường hợp này có rất là nhiều có có một số vị đó bởi vì dựa vào cái điểm mà chưa có địa chưa có chưa có tên này nè cái điểm mà những vị Phật quá khứ chưa có tên mà chỉ mới đề cập tới 24 vị thôi ngoài ra nữa chưa có tên thì một số vị có lòng tạo ra tên của một số vị Phật khác, rồi cho rằng là hồi xưa là có, 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 có vị tên như vậy đó nó kẹt lắm nha, nó kẹt lắm. Không biết thì thôi cứ để các ngài vô danh. À, chứ còn mình uh, tự ý mình thêm tên các ngài rất là kẹt ừ. và tương lai cũng như vậy nha, tương lai cũng như vậy. Còn trong hiện tại còn trong hiện đại thì ở trong chú giải có nói đó là trong phạm vi Tam thiên đại thiên thế giới tức là khoảng 3.000 tỷ cái quả 3.000 tỷ cái thế giới giống như vậy là phạm vi của một vị Chánh đẳng giác ngài Đức Phật ấy không hề nói rằng ra khỏi phạm vi này có vị phật khác hay không đức phật không hề nói thì lại cũng một số vị dựa vào cái điểm mà phật không có nói này nè thành ra các vị đó đó uh, vẽ thêm ra tức là uh, cách cái cõi này là khoảng bao nhiêu bao nhiêu cái thế giới đó thì sẽ có một vị tên là như thế này tên là như thế kia thì nó, nó kẹt lắm nó rất là kẹt Ừ, như sư nói khi mà Đức Thế tôn không đề cập có hay là không Thì mình cũng không nên tùy tiện cho rằng các ngài là không hay là có ừ, Chẳng những như vậy mà mình còn tùy tiện thêm tên của các ngài Để phục vụ cho mục đích cá nhân của mình Thì uh, nó rất là kẹt nha Đấy như sư nói Tên ha tên thì cụ thể tên cụ thể mà có nói tới là các vị có nêu trên nha còn tên những vị khác thì xin thưa là không có nhắc tới